tiếp tục buổi trưa của ngày 11 nha anh em, tối đêm của ngày 11 ha. Một quần lần ri vải caro này, bụng to, bụng của nó là 120, cắn hay cỡ 120, có ai to vậy không ạ? Dài 110, mở hàng đầu lai con chả bá lửa luôn, ô và đẹp, không có lầm lỗi gì hết. Vải mềm mại, vải caro của Mỹ nha, của hãng True Spec, đỉnh luôn. Bán con này 100.000, mã 72, mở hàng đầu lai luôn em. Thêm một con ong nỉ, ong giả mùa đông, cực kỳ ấm, nhưng ít khi có con to như vậy. Con này to nha, vai 58 này, bữa hôm có một con to anh kia chốt rồi, dài áo là 74. Con này ở trong không có tem nhé. Con này màu cỏ úa, to nha. Ở dưới này có mấy cái đốm vàng vàng này anh em này, anh em nhìn thấy không? 200.000 mã 71, to nha. Ai to thì chốt giùm em, con này phải 8 đến 9 kg mới vừa. 80 đến 90 kg mới vừa. Ở trong này có cái tem này. Đấy. Ai ưng thì chốt con này giùm em, 200.000 mã 71. Tiếp một con thủy quân vàng chất vải kaki, hàng của lính Mỹ nha. Vai của nó là 50 ạ. Dài áo là 74, chất vải kaki của thủy quân vàng. Con này không có mới lắm nha anh em. Có tem thì đẹp nhưng mà nói về đồ mới thì con này được 90-93% thôi. Không có dơ, không có lụng rách gì hết, nhưng không có mới. Rồi con này là 70-80 kg, được có một tem bên này nó gỡ tem rồi, không à gỡ tem mà nó lủng rách này, nó lủng rách luôn rồi. Rồi chốt cho em con này 100.000 mã 70, cái tem này được 50.000 rồi, con áo 50 nữa thôi. Tiếp một con áo multicam chất vải chống cháy, hàng của lính Mỹ nha. Vai 51-52 và dài áo 80, cao trên 1m7. Con này là size medium, 70-80 kg, cao 1m7 trở lên, áo đều và đẹp, không có lầm lỗi gì hết anh em. Con này đẹp lắm, em thấy đẹp của em khỏi review luôn. Rồi ai 70-80 kg chốt con này giùm em 100.000 ha. 80-90 kg chứ, 100.000 mã 69, 100.000 mã 69. Tiếp một con áo lễ phục của lính Mỹ anh em, lễ phục nha. Vai của nó là 46 màu xanh này, dài áo là 74. Lễ phục này rất là đẹp, trời ơi em nói thiệt, cái phục của nó bẩn lên nó đứng phục đẹp tuyệt vời, đẹp vô cùng luôn, thấy không em, nhìn thấy không, quá trời là lộng lẫy luôn. Cái phục vai này đứng đâu phải công thức áo em đâu. Rồi con này là 45-55 kg, chốt cho em 250 mã 67, 250.000 mã 67. Tiếp con multicam chống cháy rồi này, multicam chống cháy của lính Mỹ anh em. Vai là 49, dài áo 78, 49 là 70-80 kg, medium long, 70-80 kg. Ở đây có một cái tem này, chốt cho em 100.000 mã 66. Trời ơi, mấy con này là mấy con ai mà không lụng nữa thì em nói thiệt, không có ngày mai, ngày mai không bao giờ có và tương lai cũng không bao giờ có, không bao giờ có cái giá này luôn. Cái một con lễ phục vai 47 anh em, sale giá rẻ cho nên là dài áo 73, hàng của lính Mỹ nha. Em mà có thời gian em nói thiệt, em cắt con áo này nó lửng lên tới đây này. Em tuổi như em giờ đi đám hay bẩn cái chân váy, trời ơi cái áo vest này bao nhiêu là tiền là bạc anh em ạ, quá chừng là tiền đó. Em có thời gian em cắt liền đó. Rồi con này chỉ được 45-55 kg thôi, chốt cho em 250 mã 65. Tiếp một con này multicam chất vải caro của lính Mỹ nha. Vai của nó là 51, dài áo là 80, hơi dài. Con này là size lắp lông, hơi dài nha. Ai cao 1m74 trở lên thì gặp con này, to mà dài.
80 đến 90 kg và cao 1m74 trở lên. Chốt giùm em con này giá là 100.000 mã 68. Nhanh con kịp. Anh em nhanh con kịp. Em nói thiệt chậm tay là không còn một cái cổng gì nữa. Tiếp một con áo lễ phục Hoàng Thế Chiến nha. Vai của nó là 46 và dài áo là 52. 4652 like này em quay rất là nhanh. Cho nên là anh em tránh thủ chốt nha. Nhanh nhưng mà mấy con này không có lầm lỗi gì đâu. Đó. Quá trời là đẹp. Cái con áo hồi nãy mà cắt ngắn là nó ngắn như thế này nè. Nhưng mà con này dày. Con kia thì nó chất vải kaki nó mỏng hơn. Đấy. Con này bận ngắn là nó ngắn cỡ như thế này nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. 50kg thôi. 4 đến 50kg thôi. Em mà còn chừng này nữa đó. Rồi chốt giùm em 250 mã 64. Tiếp một con này vải kaki còn cuối cùng nha. Line này một trong những line nhanh nhất và ít nhất. Hết đồ rồi. Vai 50 vì chưa bòn được nữa, được cái chân này lên chân này thôi. Dài áo 74 em, con này hơi cũ. Con này chất vải kaki mà hơi cũ ạ, màu nâu nhiều nha, màu nâu nhiều nhá. Bán 100.000 mã 63 này. Nói cũ cho nó màu nâu cho nó đâu có cũ đâu. Màu nâu thì nhìn nó cũ đúng không? Không có cũ, không có lụng rách cái gì hết. Không có lụng rách. Mát lắm anh em ạ. Con này mát. Rồi con này là 70 đến 80 kg. Chốt cho em 100.000 nha. 90-93% mã 63. Hết rồi em, cảm ơn tất cả anh chị em. Và hẹn gặp lại anh em sang ngày mai. Không biết là bòn được đồ để bán cho anh em nữa không. Nhưng mà tới đây là đã hết. Còn đi bòn đồ nữa thì chưa biết anh em. Rồi hẹn gặp lại, chúc mọi người ngủ ngon. Em chào.